먹고 있죠. Ông trưởng nhóm Rebecca Hàm To, các giám đốc các đại diện của xã hay những phó đại diện chúng tôi, bởi vì đầm nàng đầm đang gặp vấn đề tổ chức, mà to các tăng thâm lục đại đạo nhập vô đang gặp vấn đề. Còn tại ông Master Rum Lực Tha Som các tăng thâm lục này ở bàn khay khay ở trong bảy nhà hay lục đầm đang gặp vấn đề, Som lục thắp thâm lục ở bàn hay Som chay top cho nên cầm rất trầm chay top. Từ nâng vì sao lập hiếp này xâm nô đại số bạn hơi chỉ viên ca thả thị bài tranh chạy cho ngay vì hiếp nhằm bạch những cái loại tốt một tùm nô nó mời bị bắt bắt bóng phì bị lìa xong chơi. Xong một cơn lục thiến lục bên nhà thái khi nhôm tập lập mà chào sầm nu mua chấm nuôn bẹp phòn từ nâng sai chỉ vật ở ba lục đại lục ban này chỉ tràn rồi mặc hai hai lục các ban sơ xe chỉ tràn hai nơi không sụp hơi ở ba lục nó còn lục ban này dây âm pi chỉ vật ở ba lục không ngầm long ở ba khmai cả hòm khi nhôm này dây âm pi được biết đại lục tới đó chơi không mời lục ban chlong cắt ở dạ pe đập thế ngay đầm ban same này bên tây campuchia cứ tranh tăng bị phnom penh rồi tới đó chơi không mời hai lục vậy tha cái do lịch khách nam lan hai lục tới đó phum muối nô sầm nô là bao cái nhóm nhóm tròn đang tha ta nè na chị nè đặc nòm phum đại lục tới đó núng bạn này chưa không ấy cứ nè na đặc nòm mà phum núng cứ tham biên đặc cam ma phi bal khmer cả hòm thế đại ai đặc nòm phum núng bạn vous a-t-on les personnes qui avaient été déportées de net de trâu ban ke chumleh chèn pi ti krong phnom penh ta dal phom nu rum tang lok phong dae ta ke tver yang mich neu pe da ke promo phdom net ta chèn pi phnom penh pi thai ti 17 mesa ta dal phom nu bạn được dùng chấm riêng vì muốn chứng cái thà dừng chân mò bị phun ping nu rọp rồi rọp quần nè tạm bất tới dừng chân mò bị phun ping cái thà dừng cắt để tạm phun nia nia khu phía trán cái thà dừng khơi ra tì lồng nứ ở mà nước tờ hơi mà đó phun tì muôi đại chia rộng bắn rộng đó vì nu dừng đăng thà chia rộng bắn rộng đó đòi sải thì thật đòi xa phùm điên điên nóng miên bà chia chôn nơi bạn bà chia chôn nút thì hai người ta chia bà chia chôn mù là than chỉ rơn xe liếp bẹt không ai bạn vì phùm tiên mùi để chia lòng bọn lòng đó cứ bệ tội bạn bà khi ông máu bị đọc thằng ngày nó bà mùi bà bờ ngày nóng cái thai dân khơi nhá cái thai tam phá lâu nóng cái thai đọc miên phá lông mà nữ ọt nữ nữ chế ọt mà nữ nữ cứ cái này nữa mình mang cái này đọt đi bạn đọt bảy tôi tiếc miền mà được nữa rồi đọt về dục và lục nó dương tư tâm ra nơi chỉ môi kia khá bán khá nơi cái này khá nông được chứ hai việc đăng là cái này nó chia đồng bằng làm đọt thôi phải chia chôn đại nơi nó đại kỳ ọt tờ ná đại kỳ ọt chỉ liên nữa cứ phải chia chôn mua là thàn và chia chôn chả dương à, nếu khi việc đăng nói chuyện này Lục bình giả thái xong lục chơi từ nâng xùm nua rồi bỏ khả nhóm đòi dần khám nữ chơi khám ấy
cứ miền nẹ phùm cứ miền bà chia chân cha đối chứ nè khi em chẳng đang thả lúc nè đây mình miền chìa bà chia chân cha nữa ta cái miền hai mua chạy lẹ bẹ phân nâng bà chia chân đôi chìa lúc nâng đại tế hai kê kê bà mô bà đông lúc giang mấy hay kê bà dù thả ta nẹ đại mặt đó thả mấy nâng tới thua giang mấy nè khi nông phùm nông hay kê tự tu lắm, dạng mạch đá cô đau để kê tự tu lên trong phum lắm. Sai top à, một thầy ra tập báo là tôi làm rồi chỉ mới nâng ông gặp hiệp này hàng của Prai Pisa bị ăn miên Pisa Anh Lê. You were assembled in that village. What was the objective of your deportation to that village? They brought you to that village and you were not a member of that village community. That village community was referred to as the old people. Why did they deport you to that village? Did they explain to you why? Xong chơi lúc rồi mê giới bí, xong lúc rồi tăng thông nô ông bánh mạnh đi, thay cho mình đóng tiền vì phụ hợp mạnh âm miền cao bỏ phải chỉ về sao ông lì. English translation, thank you. Oui. Ba lục bà thiền, khi nhóm xua lúc bình giả thái, tha nơi bê đại tự đào phùm mươi nốt. Mình đã phùm rồi nói hay cái hào như thà nẹ bà chìa chuẩn trà đấy chứ nè khi em chọn đang thà nẹ đại chùm liệt tới đó thầm mấy nó ta cái mình hào chùm mùa ở vầy chạy lẹ tế nẹ đại chùm liệt tới nó hào mình ca riêp chom tờ tuôn bà chìa chuẩn chùm liệt tới ổn nó dàng mạch đá nơi khăn ông phùm nó đòi bộ khmai cả hôm nó bạn đối chung chung riêng phía môn tấn dường chanh mò phía phần lông phính dường cắt đàm phải tốt cứ phôn chi muối đại miên phải chia chung chắc chứ nếch chia đồng bón đồng đo đọc máu dường chuộc mà đó có thống có chia phải chia chung chắc chia đồng bón đồng đo đại là hôn mà đó chơi khám ai để khám ở nơi thì muối nữa cứ chia đồng bón đồng đo đại miên phải chia chung chắc này chẳng ổn đi rừng ấy bàn dường hai phải chia chung chắc thì ổn mẹ phạp dường đi thạc luôn chia phải chia chung khám ấy nhạc đi chia phải chung chắc vì phải chia chung chắc phần này dưỡng ấy là dưỡng đang ruột ai nói xa ấy cái ta đây phải chia chun nơi chưa khăm ai nâng nhà tầng đô miền tia riêng riêng cái luôn kê nơi nâng tia kia rồi hốt dưỡng phải chia chun thằng ấy mà đo phải liếm nó chấm chấm liếm mà đo này cái thà tập bốn lần cái ao dưỡng hộp bài nó không chấm liếm tầm trống dưỡng tí mùi để cái tuổi dưỡng ao dưỡng hộp bài miền sài lo xong rồi nó không chấm liếm tầm trống ở miền bảy hai thì vậy thì chạy chạy dương môn chân thì xuống mua xuống ấy chân hỏi cái ao dương xâm ra nơi một vọt chưa khám ơn mà dục vừa dương tới đó là nghĩa thời ai lát mang cái ao kia dương nơi và hỏi cái hai chân nông riêng sâu phim vì nó cái prap dương là ổn mất một vị trí krong ổn mất mình toàn bàn mình cả ổn rộng tê ông mất thợ thuê ca chỉ mua robot chứ ông ca có ở thái đây số tệ phụ mất không liên số không thuê ca bắt đi vót tử người ta ông ca nâng dục chất tức đã thay tổ mất mất màu ní sẵn cung thơm ấy kì phải vô dưỡng sẵn cung thơm ấy thế là dương chụp chụp hình nó dương ở mình phải chia chôn trái được chứ dương đang luôn anh đòi khuôn ai kia ọt bà phải dưỡng bà chia chôn thầm ấy kê bà chia chôn chá kia ọt dây bà dưỡng đang là khuôn dưỡng kia bà chia chôn thầm ấy đòi khuôn ai liên ai những cái thật là xa dưỡng mau bị ngay mau bị krong nông quýnh đôi cửa kia hỏi kia tha kia dây dân nè khuôn quyền bà chôn nè yêu bài tầm bố nè kia bà dưỡng dưỡng nè kia tha mất
ឯងគេថាអត់តមានការអប់រំទី1ទី2មិត្តឯងធ្លាប់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយរបបចាស់ប៉ិនគេអត់ឲ្យគេអត់មានយកទោះអីពីអីទេសូមឲ្យតែមិត្តឯងធ្វើការកែខ្លួនធ្វើជាបដិវត្តដល់ដូចមិត្តនេះសក់វែងទៅកាត់ខ្លីអានឹងជាគេថាជាមានការដូចសក្តិភូមិអីពីដើមរបៀបរបបចឹងយើងត្រូវបោះបង់ចោលគំនិតអីអស់ចឹងដូចនេះយើងគេឲ្យយើងដឹងចឹងហ្មងបាទMerci. Somokun. Take ឲ្យ លោក ធ្វើ អ្វី ខ្លះ ដើម្បី កសាង លោក នោះ លោក ធ្វើ ការ ជាមួយ អ្នក ចាស់ ឬ ក៏ ធ្វើ ការ តែ ជាមួយ ក្រុម អ្នក ថ្មី តើ មាន របៀប ធ្វើ ការ យ៉ាង ម៉េច ដែរ នៅ ក្នុង ភូមិ របស់ លោក នៅ ឈើ ខ្មៅ នោះ បាទ មុន នឹង ធ្វើ ការ គេ ថ្ងៃ ទី 2 នោះ ដែល គេ ហៅ យើង គេ ប្រគល់ ផ្ទះ ឲ្យ នៅ គ្រប់ គ្រប់ គ្នា បាទប្រជាជនចាស់ត្រូវយកប្រជាជនថ្មីទៅនៅតាមគ្រួសារអ្នកណាមានគ្នាតិចគេឲ្យថែមកទៀតអ្នកណាមានគ្នាច្រើនពេកអានេះគេឲ្យទៅភូមិផ្ទះណាដែលធំអីចឹងទៅគ្រួសារខ្ញុំ18អ្នកច្រើនបាទគេរកផ្ទះឲ្យនៅជាមួយប្រជាជនចាស់អត់បានទេគេឲ្យគាត់លោកមួយនៅក្នុងវត្តជាខ្មៅមានគាត់មួយអត់មានប្រសងបាទឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងគាត់មួយបាទរាន់បាទដែរព្រោះថាយើងដឹងខ្លួនហើយតាំងពីពេលនោះមកតែបើយើងនៅជាមួយគេធម្មតាប្រជាជនចាស់គេជាកំ plext គេជាអ្នកអប់រំប្រជាជនថ្មីបើយើងធ្វើការខុសអីត្រូវអីគេអាចដឹងគេអាចឮដូច្នេះហើយយើងសេរីភាពមិនសូវមានទេបាទហើយបើខ្វក់ខ្ញុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងវាធូរគាត់បាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកគេហៅយើងទៅធ្វើការស្អែកឡើងមួយទៀតគេឲ្យយើងទៅធ្វើការគេថាមីក្រូម៉ោង6ភ្លឺហ្នឹងគេហៅឲ្យយើងទៅធ្វើការបាទហើយដូចសូមឆ្លន់បន្លាយតាមលោកស្រីមេធាវីគឺថាធ្វើការយ៉ាងម៉េចថាស្រីគេធ្វើដោយស្រីប្រុសធ្វើដោយប្រុសក្មេងធ្វើដោយក្មេងការនឹងគឺកាប់ឆ្កាទៅចិត្តភូមិនេះអត់មានប្រជាជនចាស់មកធ្វើការជាមួយយើងទេបាទមានតែកម្មាភិបាល2 3នាក់ក្នុងក្រុមមួយក្រុម5 60នាក់អញ្ចឹងមានកម្មាភិបាល2 3នាក់ធ្វើការជាមួយយើងគេធ្វើការជាមួយយើងនឹងគឺគេមើលយើងផងគេស្ដាប់យើងផងបាទសូមឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងបាទបន្តែគេធ្វើការជាមួយយើងដល់ស្វាប់គៀងយើងទៅទៀតដើម្បីជាឧទាហរណ៍ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់តាបាទបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅអរិយពេល3ខែនៅក្នុងភូមិឈើខ្មៅគេឲ្យលោកទៅភូមិកំណើតរបស់លោកវិញគេប្រាប់លោកថាលោកនឹងអាចត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញ3ថ្ងៃដូច្នេះតើនៅពេលដែលគេស្នើឲ្យលោកទៅភូមិកំណើតរបស់លោកទៀតនោះតើលោកយល់ស្របតាមអ្វីដែលគេស្នើឲ្យលោកទៅនោះលោកអត់មានការសង្ស័យទេថាបើឲ្យចេញពីភ្នំពេញថាតើ3ថ្ងៃរឿងអីថាឲ្យលោកទៅភូមិកំណើតរបស់លោកវិញនោះបាទរឿងភ្នំពេញគឺវាចប់ហើយបាទពីព្រោះមែន3ថ្ងៃយើងមក10ថ្ងៃហើយបើនៅឈើខ្មៅដូចនេះយើងឃើញច្បាស់ណាស់គឺថា3ថ្ងៃនេះមិនមែនជាការពិតទេបាទប៉ុន្តែដល់គេថាហោទៅភូមិកំណើតវិញអានេះយើងមកជឿគេយើងនៅឈើខ្មៅទៀតទៅប៉ិនបើយើងចង់ទៅក្រែងបានទៅភូមិកំណើតអានេះតោះយើងប្រថុយបាទអញ្ចឹងយើងប្រថុយទៅនៅឃើញថាគេថាហ្នឹងមិនមែនមកខុសទេមកទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងសម្រេចចិត្តទៅតាមសំណើរបស់គេបាទដោយសង្ឃឹមសង្ឃឹមនោះគឺសង្ឃឹមមិនមែន 100% ទេសង្ឃឹមយ៉ាងតិចក៏ 80% ដែរបាទថានឹងបានទៅស្រុកកំណើតអញ្ចឹងហើយបានយើងស្ម័គ្រចិត្តទៅតាមគេបាទអំបញ្ញមិញនេះលោកបានឆ្លើយថាលោកមិនទៅភូមិកំណើតទេហើយបន្ទាប់ពីរស់នៅរឿងដូចស្រួលបន្តិចដែរនោះលោកក៏បានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកនៅតកែវប្រសិនបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេ
Ta kê mình bình dùl hạt phòl đa lục tế tha hạt ở bấy bàn chìa kê bình chùn lục từ tạc kéo. Hơi nơi tạc kéo nó mình kà riêp chom dàng đùm lịch đá. Ta hạt ở bấy bàn chìa sẽ thàn đập hiếp rô nấy nâng mình lạc nạ. Khóc khăn nếp bì chờ khăn mà hạt nâng tạc kéo nô. Hạt lục dùl tế tha ta mê đặc nòm nơi tì nó kì kết dàng mạch đá chồng bùa bàn hà nâng. Bạn dân ruộng nơi bây khai nơi chưa khám áo. Hồi cái ai tới sở cầm nát, dưỡng mà chúc nơi sở mò liêu bạn, nơi khai tạc kèo. Liêm là dưỡng mà đọt liêm núm, cả mạp dịp ba khám ai cả hôm nơi tin núp. Bạn mà chúc dưỡng, hỏi bạp dưỡng nơi ở khía tha mất, mất dụng đăng ấy là mất từ sở cầm nát, bằng khai ní. Chia khai đại dương trâu đam đầm năm. Vì thế mất nơi tí ni sân hơi. Dương, dương thua ca nghe đam đầm năm ní nơi tí ni. Hỏi bằng tuộc một tiết. Anh đứng chạm khi ọt phép thả dương tên sổ cầm nát dương với nhí. Bằng thả mất thở nơi tí ni sân hơi. Bằng khi ọt mình phép thả hát phí và liên bảo mát khai. Rồi tới phí ni nơi mà chí. Đại dương nơi dù môi kì chẳng bạn. Bằng trái riêng môi đại khó phí chưa khám áo. Tôi dùng chùm riêng bị môn tấn thỏa mặt á chứa khám áo. Bị là bị chia chôn thầm mây mà đó chứa khám áo. Khi ai bị chia chôn thầm mây tấn nơi cho môi bị chia chôn chắc. Phía tràn. Được lên giải khóa xa khi môi đại vì khó kê bị tràn phía. Khi ai nơi vọt và nơi cột nơi vọt để chùm chùm riêng bánh chẳng. Bánh thế đó là sở mò liếu. Xê hình bạn. Bị chia chôn chắc. Ở do bị chia chôn thầm mây tấn nơi cho môi tì bạn. Bị chia chôn thầm mây kì xua tha nhạc ní thư ấy, nhạc nú thư ấy. Khi ai nơi tam crom bạn. Nhạc chùm nuôi nhô rô xí khi ai nơi mặt đồng. Nhà rớt tất cả nơi mà đông. Hỏi nhà thua thì hiến thì nơi mà đông đại bạn. Cái ta chạy cả rộng nha. Khi mà nơi không vọt mùi bạn. Khi mà nơi vọt mùi vọt nó ọt miễn lục xong thì ọt. Khi mà nơi cột mùi. Nơi không cột mùi. Miễn bị chia chun tỏ nó sẽ tự nhà rớt tất cả. Bộ khi mà nhà rớt tất cả. Cái ai mà nơi mà đông nơi vọt nó bạn. Nó khó bí. Chưa khám ai bạn. Càng nghĩa khó đế khó đối chứ nha bạn. Thứ ca hạ bài khả nếp bàn tay đập biếp ca nghe khóc khả nếp bàn. Dương chua sế bàn ọt tức. Dương chị bà lái chân ái. Miền ca tốt, miền ca thông chẳng bàn. Khóc khả nếp bàn. Ca nghe kỳ thả viên miền khóc khả nếp đây sao. Dương viên nơi phụ một phiếp khóc khả nếp tạm nhau mơ tư. Bàn tay đập biếp thứ ca kỳ thả bà hạ bài khả nếp bàn. Cho chúng tôi cổ ma hay những nét đại miên chúng ngư nơi khăn ông phùm nụ. Phụ thọ mà đã khám anh trời riêng sầu. Cho nơi phùm thầm mây nụ ta miên ca riêng chom ở miên cổ ma riêng sầu tế hay miên ca riêng chom chế xe va thai tòm nét chúng ngư ở bấy tế. Bạn, nơi phùm thầm mấy nâng có ớt đây, nơi trước máy có ớt đây bạn, trong trường nghiệp. Họt mình rừng riêng sốt đi bạn, ớt hai bạn, giả lá bắt ớt hai bạn. Mình không ấy, dù bị đưa cầu nhầm mà bọn kia cũng muốn cho nắm nâng tới thư ca. Ta hiện cả, bắn mình thư ca, ít xa lăng bảo mát đi, còn là thư ca là tham, mùi cổ ma chắc bạn. Rương bếp, ớt mình đi bạn, bếp cứ tha, khuôn tì phương khuôn. Khuôn tì phương khuôn nhau mấy, cứ tha bồi dương miên thả nằm cập bách cập bốc, bộ dương ở miền ấy thế cái ta dương ọt mà bạn ông ca ọt miền tây ca về đấy ông ca căn ca từ phi mốc đấy bạn tạm hiểu mới từ phi muối chạy biên hà ở dương hồ phi pi chặt chạy ở dương tây thừa ca miền mỏng phi phi bay ở những cái thay môi tiết cho cứ ọt rôm nhiều bài ọt rôm nhiều bài bay buồn bay ngay mà đón chôm nhiều bài chôm hay là chôm chi vào phiệp thừa xoay tí tiền. Mưa ca nghe như thế mới hỏi kia bà chênh bà tênh bà đoan ông bí vây tớ đã chia sẵn cung thông mây vật như vậy hỏi mà nẹ thử thua ấy khá lạc nâng kì dây nơi khá nông chùm nông riêng sốt nhiều bài bây thằng ngay mà đoan dù
Khi thưa mình tình thông mùi. Nếu chưa có mắc ọt thì chắc bị tất cả nếu sở mọi liệu miền mà. Khi dừng thưa và lại dừng chóp mà nước rộp rồi còn nhạc thì thưa tam phùm mùi mùi kì bị chung mà nước tới. Phùm nhạc xây có mỏ đá dừng thưa rồi được thang phùm phùm miền kia ai pram rồi mệt. Họ dừng khi nha dừng đông mà phùm dừng nâng càng phùm chật nâng thưa nâng hỏi phùm mà đông chết thì thưa pram rồi mệt chết bà to kìa. Hỏi đó chấp cả thàn nâng. Nâng khi nhông mình đang chuyển nhà đi mê thôm muối, mê sọc muối, rồi còn mà phải bà sọc cũng đắng. Rồi còn khai thoáng cũng đắng, rồi còn khu vực phía cũng đắng. Khi máu thơ bà chung mình tinh mùi. Hỏi kì này dây khăn khăn. Hỏi dừng sẽ đạp bà. Avez-vous lúc này em bị nẹt thân lơ nơi bề chấm liệt chấm hiền nằm bốn nữa lục thọp chụp nẹt thôm thế nơi bề là chấm liệt tranh tới nằm bốn nữa nẹt thôm khang mai có hóm à cứ gọi nẹt thôm khang sa thiên nà rọt sôm chẹt bất cứ nhà thôm khang khmai cả hòm nắng hay nhà thôm khang khmai cả hòm ắt chụp đấy bạn còn khơi bị chẳng ai bị trong nơi sầm nặng nơi sờ lá chập nắng miên lan bị bay trong khơi bị trong chợ địa chanh món miên kỳ lan bị bay chanh chụp lồng pin bạn ở trong đông than nhà nơi con chỉ lan nó sẽ nhà thôm khmai cả hòm vẫn mưa bị chẳng ai bạn họ bị chụp đấy bạn tí pí nơi sở mọi liệu. Nhóm bạn chụp đòi cháy đòn của nhóm miền mật phẹt thơ ca cho bối khí nướng có chung một chăn. Rùa xa quát nơi bắt đồng bóng. Vẫn thế, quát miền là phục mặt đáy nơi sở mọi liệu. Vẫn kia ai quát từ nơi mùa phục mặt đáy quát đi buộc quát bởi chia chuẩn thú mây. Thế quát mà nơi chết khí nhóm nơi khùm sở mọi liệu bài. Vì dương tự thơ ca là than cho bối khí nướng mặt o mặt cá. Ngày tróng, chuẩn ná quát tư tí về phục mặt đáy quát. Họ chuẩn cáo nhóm có tư liên cho mỗi quật. Phụ phí nó kìa ở xâm rác những tư cho mỗi quật. Phí rút cho chuộc khám ai cả hò mình nè. Đại chỉ bọn phá ôn thái lai rồi bó mất chăn nâng ai. Khám ai cả hò mình chỉ cầm mạp bị bá. Ta mươi không tới khám ấy. Dụ phải xàm xài sốc nữa. Xàm phèm cho họ bị phẹt cả đá. Vẫn chạy quật bên mô tô chi mùi. Có miễn đoan bạc ca phí. Này cũng đi quật bạc. Miễn chạy cầm mạp bị bá nâng tiết để chăm ăn chuộc. Khang khmai khó mà chúng đăng thay quạt thư ca nơi lạ khẹt. Lúc bình giật thấy, khi nhóm xong bằng tỏ tới tiết. Bằng tốp. Vì lúc bàn cho lòng các đồng nạ ca lùm bạ chiên đồng nạ ca đồng bốn kê ai lúc kê xin ai lúc chanh tới bà đồng bòn hai lúc có bàn dù prom 8 hai lúc vì lúc có tới bà đồng bòn lúc mê thị vi mình khi bàn xua dùm nụ lúc hái hai lúc có bàn mà chạy chun lúc bà thiên hái thà đầm nà tới nước cứ lùng bạ hay bộ bên tới đào ca chơi chập lúc ban này dây âm pi mình nó rập phòn nè nè bên tới đào hay nè tam phơi nó có lúc khơi miên mình nó đa chi chi rồi té rồi có chi tam lan ta lúc ai đi rập âm pi than đập hiệp rồi bỏ nè tới ao nước hay nè than đập hiệp rồi bỏ cua sa lúc thà buồn kể từ ngày nôn nơi trong thành phía bắc na đại bề thưa làm nơi tranh pi ta cao ta đào làm bản phù sát phải chỉ ở địa phía đập pram ngay bên sân bắc nhà mình cho làm tê để cho sông lục điệp rập pi làm nơi chỉ vật ở bản lục pi ta cao ta đào phù sát nô bà đập pram ngay những tam phật diệu mau sầm ra đại vật ông ra cai đập bay trăm lan sông chim điệp tam phật thưa làm nơi pi vật ông ra ca tại đó viên vũng vì thà tại phía tháng ngày đây bạn dừng xâm ra tạm mà giúp đi tạm lưu
crom đó dương phuốc cổng chnam mà dương chốc ban đó dương hay để chúng chim liệp vì đối vì bốn ca chim liệp nưng bị đà mọ cứ tha tầm bổng cứ tha được chi sruol buol đó chim liệp lược này cứ tha khơng ca bị bạ đại sa mnư mnia trơn hay dương lan chẳng nai năn tam tắp hay lan nó kmien tầm bổng tới tiết hay phlien khjol pê khai cảnh nhàn chba hay hay miên slap 2 nhạ nơ trong lan khiem khjol cô ba mai khom ọt miên chụp tê đọ pê chụp ba kê ọ yô tới tầm lẹ chao nơ khơng chăng cứ tha bị bạ chăng hay dương pê nung cứ tha arom dương vi cứ tha cầm lăng chất dương vi chốc chốc srap srap pê nung tê mđong ba chăng hay ban đọ krai mọ tê khiem yô mọ chi thư vi phiệ đi khiem mần chong tà nhây vi chết trơ nơ chong khơng tha chắp pi khai cảnh nhà 1975 nưng đai chi đọnạc ca tí 2 nơi ca na chân liệp chi chốn nưng cứ chi đọnạc ca 1 sổng khăn đọnạc ca tí 1 lồm đọnạc ca tí 2 ni đó jeung khơi chưng ban jeung đặng tha ong ca miên cam vị thi sai 1 chompuh bchi chốn Campuchia hơ chi pisếch chompuh bchi chốn thmai ba bơ lok suo khm ọt bọt tiệt nưng khm ọt chun ca vị phiệ bọ khm tọt tiệt ba. បាទពិតណាស់ការវិភាគរបស់លោកគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំសួរសំណួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ដែលលោកទៅដល់គឺមានន័យថាមានព្រៃមានអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាសុភៅដែលលោកហៅក្នុងសុភៅរបស់លោកថាព្រៃមរណៈខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់ប្រជាជននេះជាសំណួរទី1ការចាត់ចែងការងារសម្រាប់ប្រជាជនมันមានស្អីជាខុសពីមុនទេបាទប៉ុន្តែលើកនេះគេឲ្យធ្វើការមួយគឺការធ្ងន់ជាងពីលើកមុនពីព្រោះយើងកាប់ឆ្ការព្រៃព្រៃតូចព្រៃធំហ្នឹងមិនមែនដូចជាយើងទៅធ្វើដំដំដំដំនៅជាខ្មៅរកជីកបន្លាយនៅស្រមោលាវទេបាទសូមជម្រាបពួកព្រៃហ្នឹងវាព្រៃចាញ់ផងបាទហើយពេលផ្ទះដែលយើងនៅនោះមិនមែនផ្ទះចាស់ទេបាទពីដើមយើងនៅផ្ទះជាមួយប្រជាជនចាស់ឬក៏យើងនៅក្នុងកុដិលោកគឺសុទ្ធតែផ្ទះដែលសង់យូរហើយហើយដែលមានគេហៅថាមុំតំមានតំបូលច្បាស់លាស់ហើយទៅដល់ក្នុងព្រៃយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងខ្ញុំដែរចេះទីផ្ទះណាណាហើយគ្នាយើងគេថាប្រជាជនទាំងអស់ដូចគ្នាគេថាអត់មានសំភារៈអីពីក្រៅទេទេបាទយើងត្រូវកាប់ឈើកាប់អីហ្នឹងកូនតូចកូនអីស្ដឹកយកមកធ្វើជាប្រក់ហ្នឹងគេថាមិនមែនជាផ្ទះទេបាទផ្ទះគេថាផ្ទះបដោះសន់បានយើងឲ្យនៅតែមួយទឹកបានមួយយើងនៅ5 6ខែគេថាបញ្ហាច្រើនដោយខាងគ្រួសារខ្ញុំទាំងជាដើមដូច្នេះហើយធ្វើការខ្លាំងធ្ងន់ជាងមុនហើយខុសអំពីមុនគឺមានយោធាយាមយើងបាទគឺថាយោធាមានកំភ្លើង2 3នាក់អញ្ចឹងយើងគ្នា5 60នាក់ហ្នឹងមានគេ2 3នាក់គេអត់ធ្វើការទេគេនេះគេយាមមែនតើឲ្យយើងពីមុនជាកម្មាភិបាលអត់មានកំភ្លើងគេធ្វើការជាមួយយើងទៀតបាទលើកនេះគឺមានយោធាគេយាមយើងបាទនេះសូមជម្រាបហើយការប្រជុំរៀនសូត្រមានដូចគ្នាការចែកអង្គមានដូចគ្នារឿងអត់សាលារៀនរឿងឆ្នាំពេទ្យអីនោះគឺអត់ដូចគ្នាបាទសូមជម្រាបតើវិន័យឬក៏សន្តិសុខមានលក្ខណៈតឹងរឹងដែរឬទេហើយតើលោកមានកត់សម្គាល់ឃើញការចាប់ខ្លួនឬក៏ការបាត់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលដែលលោកនៅព្រៃនោះគឺថាចាប់ពីវាលវងលោកបានចេញពីព្រៃវាលវងទៅកន្លែងទី2ហើយបន្តមកទៅកន្លែងទី3អញ្ចឹងតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើស្ថានភាពនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចដែរនៅវាលវងបាទក៏ខ្ញុំនិយាយពីវាលវងឬក៏ខ្ញុំឲ្យទី2ទី3បាទ
Je vous posais la question. Khyom su lok ku tha chang dang tha ta nei knong ka chomleah ti 2 dai lok nei knong prei viel vong hai batop ma tiet lok ko ban chinh teu dom dai hai nang teu phum muoy phsein tiet dechneh khyom chang dang tha chap tang pi pe nong rohot da pe dai lok samrai chet chak chinh pi dom bon nong hai nang chinh pi prateh kampuchea nong ta lok men ka men kot songkol khoeng tha men ka kiep songkot ka bongkrab rư ko ka chap khluon ka bat khluon rư ko lok thlop chea kamatho nei ampeu hangsa na muoy chea le ai da re te bat khom som chamriep yo tae pratika samkhan samkhan khla po bo jeung nigei chua teu vichran du du prathiem mie phsa mai chang nơi viên vùng thì đồng bộ cứ tham viên bất cả pi để cua được trong dòng như vậy tí muối cứ tham viên ca mình đang lọp miền thế bạn pi lớn cứ tham phải chia chun vì nhà xe chụp chia pi xe chụp quân nhà để ọt bái để ọt miền ấy đố đo thành co chỗ mà đo mà gặp phong của muối à muối gặp phong của muối nhé cày mà phong bảy nhé cứ tham pi lúc cứ tham việc có tích miền tây mà để chuyện này hái miền pi muối lúc ong cá ở ban trai ông cò bạn, hua cầm bát bế, pi ngày, tập pi ngày rồi, bế lúc miên ca theo patakam mình tràn khi nào mà mát đi, mà rồi hạ sấp pi rồi ấy nó mình tràn phần đằng thế, bị prua, nơi nông phum cái mồm dương đi về phải pram pòn nhẽ nó pi rồi cái thay về tích nó, hói miên nhẽ kêu bằng liên buôn pram nhẽ hiện nhẽ đặc nòm, nọ to ba ọt tòa ai chớ đấy khi còn là xua cái ban mình chạy co miền con này ai vô tục tự đồi nà thì người ta hiên than chẳng ai hiên đấy bạn được đi còn hiên vẫn hiên vẫn hiên khả năng của mình đấy mê phúm còn chênh máu còn phà phụ đúng tha mất mất ai ọp rung rọc khai mà thôi mất còn mình trao là bọp tòa ba đó tam quyết ong ca miền bảy nhà khung cảnh độc nôm, yết bể từ năm ngày, mất mình thoải chất, mất, thời này cái tham mình men chia nhẹ, bát đi vót, đi, để cái không ập rộm mà yêu hoài nữa, mất mình men chia bát đi vót đi, mất thở ai khôi sẽ đập thân nộp, khôi sẽ đập thân nộp, chia bùa rót nơi biển vùng, để cho nên mất sống, ắt đi từ, mà ngày pi tiết, ông con ông mặt lo lại. Tập đoàn này kể cả ở miền Bắc như hai thế, hồi một ngày pi nó ông co mà đòi mền. Còn tại đại dương sực kết cày mò thế bạn, nhà đại nô mục buôn pram nhà, đại chi kêu bằng riêng nữa, bảo ôn nhóm kêu bằng riêng này thì school còn được nhóm ở ở nhóm bè bảo ôn nhóm đã cầm ói để tiệt tông kì, bây giờ dương ở miền ấy cà phê luôn thế, để cho nên mình trời cay thì cứ phát cảm ấy thì ôn nhóm sẽ đập nhóm bị ở nơi còn tại việc đập nhóm cày mò. Thà kêu buôn pram nhà nữa mà tết pi cái mà bắt luôn ó mà đằng tây na dương ọt miền phật tàng ấy thà kêu nương rốt cổm đấm kêu nương kí chắp cổm đấm kêu xa thì xua mì phum ta có ọt đằng ấy đài nên trong còn chỉ chấm riệp muồi rất ca tí pi tăng pi nơi bọt ọt là ca máu muôn dương chênh nằm na một viên vùng nắng thà miền pịa cho cha mà ram chả na bạn vì riêng là vô bài vì cái riêng vì bọt bọt sọc tiết dưỡng nâng dù cả nơi bọt ở rằng ca dưỡng miễn nhạc khu mò vì nị phong vì nụ phong khổng diệt tận mò phu mập hệ cho môi nìa đây cho môi kia nâng màu hỏi màu nì dưỡng phát đô bọt ở miễn khả nìa bạc bởi bia cha mà ràm nó thà xâm đại xìa nụ lúc nâng dưỡng tờ lọp châu sọc vinh hỏi lúc châu mò ní mà mên châu mò đòi ai ai đi thà lúc miền nhà mộc biệt hôm nay ở tới thì tham miền lệ khan pram ở lệ khan mui cứ tha lục miền lệ khan thì trong lục miền ca rap tha bảo sơn na chỉ thưa tam lục bàn lục châu là bàn để tham việt được chỉ công đi xong biệt pram pram đó cứ tha kiểm bài đi rob bộ lục trong
ông sao na còn đứng nó khi ông chấm điểm tham chứ phải chấm điểm tới vì nó về còn đăng tha sắm ba chia lúc đứng riêng màu hết kia chả cha mà đứng đứng tao đo viên vuông nó thể hiện viên vuông nó nước to riêng sân kia kia cha mà sắm ba chia lúc màu hết cái muối mê phúm hai chấm rôm chấm pe chấm rôm hỏi nó cọt na su hết cọt tha chom chân nó tha lúc sắm ba chia lúc màu ấy ngày khè phẩm vốn ba chia lúc nâng thưa ra thà phía bao thầm mây đảm bây bác tùm bố có sang bà tích làng vinh đối chứ này hỏi ông ca trở hai rốt nè bà chạy kỳ tích nè ai kỳ tích vi sọa co về chạm bình đất rứa con đi sật đại riêng phục bố rứa con nê thì hiền xôm ổn chơi một chỗ chứ mô đảm bây tử thưa ra thà ca thầm mây bề lúc miền mình được phải sai sập nhẹ bạn phải sai sập nhẹ bạn được đầy mặt trận đấy ngày pi cày mỏ kí còn được bộ sai sập nhẹ đứng tây phục bình vẫn tại giữa ở đứng tây na thì ngắt là hốt bạn cua sa bong phôn chạm bạt hỏi miền kí sập siêu thả bộ lúc ông ca vô tới cầm chặt ở hỏi vấn đề gì có biết phát tang ấy đi bạn hồi phụ nó tới là hốt ọt khơi màu bình vậy bạn nước chỉ bật cả tỷ tỷ bạn ơi khi ông bắt to biết là phù biển vùng hốt là đồn ấy thì pru tha bởi sầm nua nước về trôi tới đó phù mùi tiết nước sầm chìm đẹp to thật tiết phù đó khai thân lưu đặt khai thân lưu nước miền cái bài bị căng mùa nè màu hai bà chúm chia chôn này là viên vùng nóng hơi xua thà miền miền nam này ở miền Kurosana chọn tới cái này thầm mây tế bà chọn tới xong được đáy về nóng Kurosana chống còn được đáy từ phù mùi tiết từ phù mùi tiết tay nơi phùng phía đôi khi nha cứ phùng phía bị dọa bạn hỏi về nóng hỏi bạn được đáy tới khi nha bà hai phía cả đá để nhận đời nơi ruột phạm phần nha bà hai là môi phía bấy vừa sau là pi pon pram rồi bấy pon này chẳng có tham nghiệp miết phải hai mà pon nữa để mặt chất từ phum thầm bấy nồng phum nấng mua miết phum bẩm bơ nơi mọt sừng bồ sát mà nơi mọt sừng bồ sát dưới cái ao dưới tập bóng từ nơi mà tết tập bóng cứ nơi phum ta sợ sợ mà rết ta sợ mà đào cày máu khi ông cái ao từ nơi phum đồn ấy đào squal mà nè nó cái ao đồn từ phum đồn ấy phum bẩm bơ nó mà nơi phun nước từ đào khai mặc ra một con bò mồi rồi chết sấp bò mồi cứ chấm nâng pê đại kế bạc cả rất thạ thò mà nuôi thằng mấy robot Campuchia Monsieur lục bên nhà Thái xong phá sấn xong bên chọc trầm bên này sấn khi em trong đăng ẩm pi ở vậy đại ban cát lăng lúc ban này chơi ẩm pi côn là ba lúc một số đạt đại miệng chỗ đọc mùi chân nằm nơi con ông pê chùm lia tì bấy nó ta quạt ta côn là ba lúc tới ban kêu bằng không mấy thứ ca thế hay chỉ trong cái đó nó ta miền hai ca vậy cát lăng chùm pu côn là ba lúc bạt phụm về là chồng tôi phụ đột ấy nứng chồng chồng riêng mình chấm thì lúc xây mới chỉ ví ở biển bàn xuôi đấy bàn xong xong thay kia qua đường biển là chồng dây mình nứng cái thằng kia bạc ca ra thà thở bên nhà hói kế chấp ở dương hộp rùm xong ở dương hộp rùm dương miền chẳng cần rùm hói dương hộp rùm bàn sẽ lấy thai dạng bệnh tập bảo dương hộp rùm hói dương thứ bài kỳ thứ bài ở dương hộp hói dương ở trường ca miền tràn chân nặng chết đi thì vốn nơi viên vùng nơi chưa khám ăn nơi sở mò liêu dương miền tràn chân nặng bạn đọc bế nha dương ở miền tràn chân nặng này cho ai hộp rùm dương cho ai tràn chân nặng ở kia tặng ngọt ba sẽ đi thái chăng bách dương đô máu bạn ấy bộ dương đô bàn co bao nhiêu bạn ấy đầm hả và bà nó còn kêu chung ông chú vùng chọ bạn nằm xôm chá lời nâng đốc xây miệng thị vi trong phố côn khi ông bạn nơi bế lúc cái thà sát thà nạc ca bảo bạn mẹn tên bạn bảo bạn mẹn tên bị phố thì mùi cái thà
របបអង្គរកាន់តែចុះដំបូងគេថាគេឲ្យយើងហូបរួមហ្នឹងគឺថាហូបបបោខ្ញុំចាំខ្ញុំវាត្រង់ខ្ញុំព្រឹកជំនាញគេឲ្យហូបបបោហើយយើងពេញចិត្តណានឹងការហូបរួមហ្នឹងពួកវាដំបូងហ្នឹងគេឲ្យហូបបបោ3 4អាទិត្យដំបូងយើងហូបបបោអត់មានឃ្លានទេបាទឲ្យហូបតាមចិត្តទៅទៀតគេធ្វើឲ្យយើងហូបយើងហូបតាមចិត្តដូច្នេះយើងអបអរសាទរនឹងរបបរួមហ្នឹងបាទប៉ុន្តែ4 5អាទិត្យក្រោយមករបបអហូកាន់តែចុះទៅចុះទៅចុះទៅបបអង្គរយើងមិនដឹងគេឲ្យមកកំពុងប្រមាណ Monsieur Pinata je លោកបញ្ញាថៃពេលវេលាកាន់តែខោចហើយខ្ញុំសូមកាត់លោកព្រោះថាយើងមានសកម្មញ្ញាចាំសួរលោកទៀតសូមឲ្យលោកឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូនរបស់លោកហើយខ្ញុំមានសំណួរបន្តមកខ្ញុំនឹងមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកូនរបស់លោកនេះបាទសូមទោសដល់វានិយាយហួសប៉ុន្តែរឿងអស់នេះវាជាប់ចាក់តងនឹងសុខភាពរបស់កូនខ្ញុំសុខភាពតាមត្រង់បានមកដល់កូនខ្ញុំនោះកូនខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំដល់9ឆ្នាំកាលចេញពីភ្នំពេញដូច្នេះពេលនោះគឺអាយុប្រហែល10ឆ្នាំបាទកូនជាកូនបងរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសបាទពេលនោះគេត្រូវធ្វើការក្មេងៗតាំងពី9ឆ្នាំចុះក្រោម10ឆ្នាំពីរហូត9ឆ្នាំឡើងលើត្រូវទៅធ្វើការអត់មានសាលាទេហើយកូនខ្ញុំពេលនោះដោយសារវាអត់ឃ្លានពេកដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងដូរអីក៏អត់បានដែរបាទដូច្នេះវាឃ្លានពេកវាដើរទៅរកបេះបោចអីអញ្ចឹងហើយមានពេលមួយវាដួលវាមានតម្បៅជើងហើយមានតម្បៅជើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេះតែដាក់វាកុំឲ្យវាទៅធ្វើការថ្ងៃមួយខ្មែរក្រហមមកឃើញវានៅផ្ទះខ្ញុំបាទហើយគេសួរថាម៉េចឯងមានកូនអាយុប៉ុន្មានហើយយើងមានដែរហ៊ានផលគេណាតែអាយុ10ឆ្នាំហើយអាយុ10ឆ្នាំមកកូននោះឃើញខ្មែរក្រហមរត់ទៅពួនបាទបើអូចមិនមកម្ដាយមកឲ្យទៅធ្វើការមិនឯងចង់ទុកកសោបខ្លួនឯងកូនរបស់មិត្តឯងមិត្តឯងកុំភ្លេចថាកូនរបស់មិត្តឯងប៉ុន្តែជារបស់អង្គការទាំងអស់បើមិត្តឯងមិនទៅធ្វើការវាខាតរបស់អង្គការមិត្តត្រូវនៅទុកនឹងទេត្រូវទៅធ្វើការកូនខ្ញុំក៏ធ្វើមិនកើតខ្ញុំថាវាកូនវានៅឈឺជើងខ្ញុំសូមឲ្យគេសម្រាប់ពី3ថ្ងៃទៀតទៅដល់ពេលវាជាជើងខ្ញុំបញ្ជូនទៅហើយហើយអត់បានទេបើឈឺជើងរត់ពួនក៏លឿនមិនដែរណាដូចជាស្អែកដែរក៏ឲ្យកូនខ្ញុំទៅធ្វើការប៉ុន្តែ2 3ថ្ងៃក្រោយមកមានពួកម៉ាក់វាដែលនៅចិត្តផ្ទះនោះដែលគេទៅធ្វើការនោះគេមកប្រាប់ខ្ញុំវិញថាកូនមិត្តឯងស្លាប់ទៅហើយគេថាពេលធ្វើការនោះវាដួលឡើងគេយកឲ្យវាទៅដេកស្អែកឡើងវាអត់ភ្ញាក់ឲ្យវាស្លាប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសំណួរចុងក្រោយជាលក្ខណៈទូទៅលោកបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដ៏ឈឺចាប់ខ្មែរក្រហមបានប្រកាសប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលថាมันអាចកើតឡើងបានគឺថាមានអ្នកខ្មែរក្រហមបោកប្រាស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរនោះតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះគោលដៅរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការជំលះប្រជាជនថ្មីនេះបាទសូមអរគុណនឹងសំណួរនេះពួកខ្ញុំតែងតែវិភាគជានិច្ចចំពោះគោលដៅរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការសង្ឃឹមខ្លះដំបូងខ្ញុំនេះសង្ឃឹមអញ្ចឹងមែនការខ្ញុំនៅជឿខ្មៅខ្ញុំដែលជាអ្នកចេះគិតចេះគូជាវិស្វករគឺថាគេរៀនមកនឹងឲ្យមានការធ្វើវិភាគច្រើនបាទនៅសង្ឃឹមដោយសារចេះដោយសារថាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់របបណារបបសង្គមនិយមដែលមាននៅស្រុកនៅលើស្រុកនៅលើពិភពលោកដែលមានហើយមិនដែលមានស្រុកណាដែលគេមិនត្រូវការការរៀនសូត្រមិនដែលដឹងស្រុកណាដែលគេមិនត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសដូច្នេះហើយចេះតែសង្ឃឹមដោយខ្លួនយើងជាអ្នកបច្ចេកទេសដោយគ្រូសាបងប្អូនខ្ញុំខ្លះជាគ្រូបង្រៀនថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងហៅរកយើងទៅធ្វើការវិញហើយប៉ុន្តែការសង្ឃឹមនឹងថ្ងៃទៅថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែគេថាកាន់តែចុះទៅចុះទៅរហូតបាទហើយខ្ញុំយល់ថាតើខ្មែរក្រហមចង់បានអីសូមជម្រាបអានេះជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំចេញមកហើយទេបាទដល់មានពេលយកមកគិតតាមពិតខ្មែរក្រហមមានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាស់បាទគោលដៅទី1ការជ្រលះជនតំណាក់ទី1
tam bất bất chia chốt đó mới sắp được cơ sở nhóm đọc bằng bây nhé nơi tặng ơ nơi làm nạc kì mùi nâng kì chơi khắp bao hốt đó nó sẽ mò liêng nếu nhóm miễn đọc bằng bây nhé nơi đó đài là tế xôm ơ lô kết bơ về đầm nạc ca tì mùi nhóm ông ca bàn thù ấy khá tì mùi sân công chá cứ thả ní chế đầm non phất cứ thả kia ca bằng plan sân công chá chàng sông tì mùi tia sầm bái nhớ ơ dương ơ tia sầm bái dương lôi cá thì ai lấy ai lôi trái lôi dương sần xóm tăng phổ man máu cứ để lấy sôn kế mình ao miến xa đồ xa sao ấy tiệt tiền hạ kia rồi liền kháng cắt sạch cái đấy tổ la ca ở miền hào sa la riên có ọt đài rương ấy tiết cái thà tam quân tới sẽ chia thì thà sản công chặt dương nó thà sản công nghề tuấn sạch cái đấy phum cái thà không nặng ca ti muối nó cưa nặng ai cái thà chả ra chả ra sản phẩm cái đấy xong chả với xem xem rồi chả riêng sản phẩm ra ai ra vật thô thôn thiên mà nu có ở đây ở lý gì mà dạ buổi dương mưa tạt luôn dương dương thà dương nơi luôn phần tăng phần sản phẩm dương pin nó là gì hỏi là như chỉ nặng ca ti muối nó bọc mày của họ để khi ông vô cho bác vì chẳng ai đấm nát cá tí pì, pì nó là cái chặt thừa cứ, nó bỏ sừng cung thay, nó bỏ mẹ hòm, sừng cung khmien vào nát, sừng cung tại khmien nhà chi chuẩn, hỏi tại khmien trâu kê chi chuẩn, hãy đấm bay sát bàn nát cứ, để sừng cung ăn vào nát những cái thứ gì mấy, cầm bông tí, cái thứ cầm chặt ai ó, nhà tôn sai, nhà tôn sai chứ mà mẹ nhà tôn sai, ní đây cái nhà tôn sai không sọc cái phiệp, nhà nát sai được cái ao dương từ biển bông chẳng bộ kia. Chọn chùa dương nó kìa mẹ nó dương từ biển bóng kìa lại xe cho lại ọt chanh nhau lại nó kìa thắt cái tầm liê mà nhẹ nà để tuôn cái xoay nó ngại ngọp xe mà đôi chì côn cái dòng bờ kìa chứ rồi có đôi chì mà đại thầm mẹ bò nó kìa thắt nhạc chắc chắn ọt môn kìa nhẹ nà chư kìa nó kìa thắt ọt nhẹ nà chư đọc bê nhẹ nà chư xua nó kìa nằm ở rưỡi kìa thắt cuộn nó sắp tìm mùi tí pí nhạc đè miên sắp tê à rong mình nâng nổ ọt lúc chanh xua khi ông thà bê kìa chở đi mà lo rưỡi ấy có dương tớ hỏi cả lãnh để từ nó cứ thà bỏ ba chia quân là hốt vì ao dương từ sửa lọc cầm nát thì ao dương chụp mà cả lãnh tiền họ cái ao dương từ bắt nó bón cái ao dương từ phù sạt bỏ ba chia càng đây là bỏ liền được tiền riêng ấy Monsieur Pinanta lục bên nhà thấy bây về lấy căn tại khơi ta hỏi sau mai lục bên chợ ở bàn khay khay nhầm đắng hay thà lục miền ở rừng ra để trời này dậy tràn rộp màu ấy nọ. Person bà lục bên chợ can để giờ pi cô đau rồi bỏ khay cả hôm bẹp con tận đằng cả chấm đề bây giờ chôn thay hai khi nhầm đào về thì cả nấy chôn khang sạp về nhà sau một quân lục thiền. Bà quân miền bành hà bỏ bài về xa thiệt hay. Phía xa ông lê ăn miền thì. Menteri Rajabat Laka Nomro Jemui Neng Naik Bok Prai Namai Dostrai Panya Bah, ayla Mien hai hai Ka Sua Semnu Rabah Fikki Dalam Madang Rajabat Bini Mencap Teram Nicoh Hai Bata Sampra Bitika Chun Tu Saab Nang tha pinya nam bay bato ka tang tamru ni dal chpu dang mang rat ni rup ni som chue Mr. President your honor nam nang sa pinya som okun luk prathean luk chao krom luk pinya thai yeung mien nelika na leu chen chen ni keu tha yeung chit dal mong 11 hai 12 hai chao krom keu tha mình bình dịp bê lê khi nhóm miên bê lê tay mà phê nê tì đâm bây xua tờ lôc âm phí xùm nô đẹp bẹp bọn. Bà xanh chê lôc chá lời xùm nô rồi bọc nhóm bảo vệ đôi đà lôc bàn chá lời gà lò mòn ní kê thà. Khi nhóm mình ách nâng bình chọc bà thiên đạp bọt đôi đà khiêm chóng cổ nâng xua lôc nô tì. Đôi chá nê xôm ạ nê nhạt ỏi lôc sắp đạp xùm nô nê môi nê môi đà khiêm nâng xua tờ lôc. Hãy xâm lục cho lời châm lợi nâng ở khlây bằng phót tam để ai thua tự bán từ nâng xâm nuôn đi mùi mùi rồi bỏ khả nhầm. Ta khả nhầm ai xâm ai lục thua được cho nó bán đại rực tế.
បាទខ្ញុំនឹងខំបាទ Thank you very much សាប្រាជ្ញាសូមអរគុណ លោកបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលថា កូន ជីវិតកូនថ្លៃកូនត្រូវតែរស់ ដូច្នេះនៅក្នុង សៀវភៅនោះ ខ្ញុំនឹងអាន សៀវភៅនោះពីខ្លឹមសារនោះថាតើលោកយល់ស្របឬក៏មិនស្របទៅនឹងសេចក្តីដកស្រង់នេះ ចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីការជម្លៀសទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 អង់គ្លេស AON 00587 7559 ខ្មែរ 00588135 បារាំង 00587 7830 ឥឡូវនេះគឺថាយើង ថ្ងៃដែលអ្វីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក មានវិជ្ជបណ្ឌិតហើយនឹងគលានុបដ្ឋាកដែលស្លៀកពាក់សនៅឡើយ មិនមាននរណាម្នាក់ទេដែលប៉ុនប៉ងគេចខ្លួនពីទីនេះនោះ បរោះក្មេងម្នាក់កំពុងតែ បញ្ជីឪពុកជឺដែលឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅខាងក្រោយ ហើយស្ត្រីពកូនរបស់ខ្លួននៅនឹងចង្កេះ រីឯជនពិការដើរដោយមានឈើច្រត់ ហើយខ្ញុំបានឃើញអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ហើយរុញក្រែនៅតាមផ្លូវ តើចម្លើយរបស់លោកពេលនេះថាតើដូច្នោះមែនដែរឬទេ អ្វីដែលលោកបានឃើញនៅពេលនោះ បាទដូច្នោះមែនបាទ Thank you. សាប្រាជ្ញាសូមអរគុណនៅទំព័រអង់គ្លេស 00587560 ខ្មែរ 00588386 បារាំង 00587831 ឥឡូវនេះនិយាយអំពីលោកបានលឺស្នូកំភ្លើងគឺនៅថ្ងៃទី 17 ខែមេសាសូមដកស្រង់ យើងមិនអាចដើរបានជាង 1 គីឡូនោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានលឺស្នូកំភ្លើង រហូតដល់ផ្លូវហើយឃើញក្មេងបុរសម្នាក់ដេកនៅលើផ្លូវប្រហែលជាអាយុ 18 ឆ្នាំ ប្រហែលជា 50 ម៉ែត្រជាងនៅពេលនោះគឺថាមានទាហានឈរនៅក្បែរនោះ ស្មែផ្សែងគឺនៅលើ កន្លែងដែលគាត់កាន់អាវុធ AK-47 ម្នាក់ៗនៅជុំវិញបានសួរថាតើមានរឿងអ្វី មួយនាទីក្រោយមកគឺថាយើងឃើញថាមានបុគ្គលម្នាក់នោះមានអ្វីនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះ ហើយឃើញថាមានការប្រឆាំងនឹងជំទាស់នឹងការបញ្ជារបស់យោធា ហើយគេក៏បានបាញ់ទាហាននោះ បានស្រែកថានេះហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកណាដែលមិនព្រមធ្វើតាម តើនេះជាខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលបានលោកសរសេរនឹងបានឃើញនៅពេលនោះដែរឬទេ បាទរឿងនេះវាអញ្ចឹងឯងបាទ Thank you សាប្រាជ្ញាសូមអរគុណហើយលោកបានឃើញសាកសពគឺអង់គ្លេស AON 00587568 ខ្មែរ 00588146 បារាំង 00587841 សូមដកស្រង់យើងធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយពីទីក្រុងយើងកាន់តែអស់កម្លាំងហើយអ្នកឈឺអ្នករបួសហើយអ្នកពិការហើយនឹងជនចាស់ជរា តែយើងឃើញសាកសពកាន់តែច្រើននៅសងខាងផ្លូវរហូតដល់តែយើងលែងតក់ស្លុតនឹងបានឃើញរូបនោះទៀតហើយតើអញ្ចឹងខ្លឹមសារនៅលោកនៅរក្សាបែបនេះដដែលដែរឬទេ បាទខ្ញុំរក្សាដដែលបាទ Dealing with the Elon និយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ នៅឈើខ្មៅដែលលោកនិយាយថាអង់គ្លេស EON 00 58
ខ្មែរ 78 ខ្មែរ 00 56 81 67 80 50 00 58 70 57 80 90 60សំដកស្រង់ខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបានមើលសកម្មភាពរបស់យើងគ្រប់យ៉ាងប្រធានអនុប្រធាន ហើយនឹងលេខាម្នាក់ដែលត្រួតត្រាលើពួកជំនួយការខ្លះទៀតដែលទទួលបន្ទុកការអប់រំកិច្ចការវិន័យនិងសុខាភិបាលពួកខ្មែរក្រហមតែងតែបានព័ត៌មានអំពីអាកប្បកិរិយាយើងដោយសារពួកឆ្លងដូច្នេះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្លឹមសារនេះបាទបាទត្រឹមត្រូវណាស់បាទ ខ្មែរសូនសូនហាសប្រាំបីចិត្តសប្រាំបែតសប្រាំខ្មែរសូនសូនហាសប្រាំបីបែតសប្មួយហកសប្រាំពីរដល់ហកសប្រាំបីបារាំងសូនសូនប្រាំប្រាំបីប្រាំពីរប្រាំបីប្រាំមួយសូនសូមដកស្រង់តាមពិតគឺយើងមានការក្នុងរយៈពេលនោះមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនបង្គួរគេយកសពទៅកប់ដោយធ្វើពិធីបន្តិចបន្តួចខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យប្តីឬប្រពន្ធអ្នកស្លាប់នោះឈប់ពីការងារដើម្បីកាន់ទុកដែរតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទត្រឹមត្រូវបាទ នៅជាខ្មៅបាទសំណួរឥឡូវនេះលោកចាក់ចេញពីឈើខ្មៅទៅស្រមោលាវនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1975ឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីបាទក្រោយពីខែកក្កដាឆ្នាំ1975គឺនៅស្រមោលាវ លោកបានជួបមន្ត្រីខ្មែរក្រហមឈ្មោះថាមិត្តពេជ្រគឺខ្មែរ AON គឺ00578701 ខ្មែរ00578601 ខ្មែរ00578701លោកបាននិយាយថានៅកន្លែងនោះគឺ ចាំបានណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់ខ្មែរក្រហមឈ្មោះមិត្តពេជ្រដែលជានៅក្នុងឋានានុក្រមខ្ពស់នៃកុម្មុយនីស្តខ្ញុំនឹងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងសួរសំណួរគឺថាអង់គ្លេស00 58 79 09ខ្មែរ00 5 88 19 9 បារាំង00578 79ឥឡូវនេះលោកនិយាយអំពីបញ្ហាមួយដែលលោកសួរចោតសួរទៅមិត្តពេជ្រនោះអំពីនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមគាត់ឆ្លើយហើយយើងដកស្រង់ពីសៀវភៅរបស់លោកគឺដូចខាងក្រោមនេះសូមដកស្រង់ មិត្តពេជ្រគឺថាដោយមិនឆ្ងល់ទេគឺវៀតណាមមិនមែនជាអ្នកបដិវត្តន៍ទេគេមិនបានបញ្ជាឲ្យជំលៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងដោយដែលយើងធ្វើទេយើងដឹងថាមានការគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការចាក់ចេញពីទីក្រុងដែលថាធ្លាប់មានមនុស្សរស់នៅគឺថា ទីក្រុងគឺជាមណ្ឌលនៃការប្រឆាំងហើយមានក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងនេះយើងមានការពិបាកក្នុងការតាមដានអំពីពួកអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ណាប្រសិនបើយើងមិនបដូជីវិតអ្នកទីក្រុងទេនឹងអង្គការរបស់ខ្មាំងឬក៏សត្រូវទេគេអាចបង្កើតបានគេអាចធ្វើចារកម្មប្រឆាំងនឹងយើងបានគឺយើងពិបាកនឹងត្រួតត្រាទីក្រុងណាស់ យើងជំលះទីក្រុងដើម្បីកំទេចអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់ដើម្បីកំទេចអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍
hai nâng bộ Venetico rư có sạc lệ phùm đâm bay bình chôn chênh ní cư đâm bay lúc bầm bát mê rô chê virus đại bệnh trang nâng sân công khả mạng cửa hòm ní chia tất tập hiệp mũi này vị thiên ca rô bọ dương đại copy Việt Nam ta chân trâm trâu đại rư có mình trâm trâu xâm đây nè. Thank you, Mr. President. Mr. Vi, some Okun, Lok Pratien, Lok Say Chau Kram, Khyom Ban Sudap, some Nuo Teng Oh, Ampi, Sikadai Dot Srong, Mui Chum Nuon, Cheng Pisipau, Dal Say Doi Sa Say Rup Ni. Hai sức đầy đọa sẵn nâng cư miên bật tòm áo miên xùa đài là thà xùa chả lại thà bà trực tì. Khiêm cực thà xùm nuôn ní viếp bằng hai anh bên này thà chùm lái rồi bọc xạ xây để cót bàn xạ xây nâng khăn ông xùm hâu rồi bọc còn. Hai vì chỉ cả bất hát đài là thà chỉ tay anh tài rừng bất nở vay để bàn cát lặng. Hai lúc nét khiêm khơi thà ní chỉ cả cọp xùm cua mưa rồi bọc khiêm. សាព្រីញ្ញាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅមុខទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអំពីវាលវងលោកចាក់ចេញពីស្រមោលាវទៅដល់វាលវងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 1960 ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់លោកហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទេសនារបស់លោកគឺអង់គ្លេសសូនហាសប្រាំបីចិតសប្រាំមួយដប់ហើយសូនហាសប្រាំបីចិតសប្រាំបីកៅមួយខ្មែរអានបាទនេះជាអ្វីដែលលោកនិយាយក្នុងសភារបស់លោកសំដកស្រង់ ក្នុងនយោបាយថាយើងចេញពីឈើខ្មៅទៅភូមិកំណើតរបស់យើងគេបានបន្លំយើងក្នុងឲ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងដូចគ្នានឹងបុគ្គលដែលថាជាអ្នកបុគ្គលនិយមបែបនោះដែរតាមពិតយើងបានបដិសេធមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណដូច្នេះការជំនះទី3តែប៉ុណ្ណោះដែលគេប្រើល្បិចនេះគឺជំហាន ចំណុចមួយគឺគេមានគោលបំណងកំទេចយើងជាប្រជាជនថ្មីតើត្រឹមត្រូវទេខ្លឹមសារដែលលោកសរសេរក្នុងសៀវភៅនេះបាទបាទត្រឹមត្រូវបាទ សំណួរនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌជីវភាពនៅវាលវងអំពីអ្វីនៅក្នុងព្រៃនោះគឺអង់គ្លេសសូនសូនហាសប្រាំបីចិតសប្រាំមួយដប់ប្រាំបួនខ្មែរសូនសូនហាសប្រាំបីប៉ែតពីរម្ភៃរហូតដល់ម្ភៃមួយបារាំងសូនសូនហាសប្រាំបីចិតសប្រាំបីកៅសប់ប្រាំបួនរហូតដល់ប្រាំបួនសូនលោកបាននិយាយថា កំរូគឺស្រដៀងទៅនឹងអ្វីពីមុនគឺក្រោកពីព្រឹកម៉ោង 6 សម្រាប់ហូបបាយនៅថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង ហេតុការណ៍ដែលកើតនៅវាលវងតើអញ្ចឹងមែនឬដែរឬទេបាទអញ្ចឹងមែនបាទ នោះគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេជាច្រើនសប្តាហ៍ដំបូងយើងគឺមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកដល់ទីនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកក្រុងហើយមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ចម្រុះតែត្រូវរហែករយៈណាស់ហើយ
miền ở cả rạng nơi hot chiếc lăng đôi chiếc bộ dưỡng bàn chô tờ đọc nông bì đầm bì chiếc tự đảo ta nơi chia ca chọn trăm ca nực hình trâm trâu rồi bỏ lục thảm bạp nô đà rực tế bạn trâm trâu bạn dealing with another question about nghe ampi panha mot tiet ampi viel vong ke tha lok ban dol te dol viel vong nung ke neu khae kanya chnam 1975 ke bontop pi ka thua damna dol chi lan thum teatong chompuh neak dal slap no lok nghe doy khang krom ni som dok srong tam eon angles 00587762 khmae 005 882 22 Barang 005 8 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
ើននៅក្នុងព្រៃនៅក្បែរយើងហើយពីសុខភាពរបស់គេគ្រប់គ្នាទន់ខ្សោយគេយកសពទៅកប់នៅក្នុងព្រៃនៅគៀនដីដែលយើងបានឆ្ការជំរះនោះឯងតើនេះជាអ្វីដែលលោកចងចាំអំពីមនុស្សស្លាប់គឺចាប់ផ្ដើមពេលដែលលោកទៅដល់វាលវងតែមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះតើអញ្ចឹងឬក៏មិនអញ្ចឹងបាទបាទវាអញ្ចឹងមែនបាទ Still on Ville Vong យើងនិយាយអំពីវាលវងគឺនៅការស្លាប់គឺអង់គ្លេស00587623ខ្មែរ00582226រហូតដល់27បារាំង ERN 00587904សំដកស្រង់ឥឡូវនេះការស្លាប់កើតឡើងដោយមានចំនួនកើតឡើងហើយកាន់តែញាប់នៅក្នុងព្រៃជុំជុំវិញខ្ទមយើងសាកសពត្រូវបានគេយកទៅកប់នៅមាត់ព្រៃកន្លែងដែលយើងកាប់ឆ្ការនោះដោយគេជីករណ្ដៅហើយគេកំណត់ដោយមេភូមិភ្នោនោះគឺថាគេចាត់តាំងឲ្យសាកសពព្រោះក្រុមគ្រួសារនីមួយៗសុទ្ធតែខ្សោះខ្សោយកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្នាដូច្នេះមានន័យថាគឺมันមានអ្នកណានឹងត្រូវលើកលែងទេគេมันមានឲ្យឈប់សម្រាកនោះទេពេលវេលាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយមានមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃកើតឡើងចំពោះមនុស្សជុំវិញយើងជួនកាលស្លាប់4ជួនកាលស្លាប់5ជួនកាលស្លាប់10អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃតើនេះជាការអ្វីដែលលោកចងចាំត្រឹមត្រូវអំពីការស្លាប់មនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនោះដែរឬទេបាទជាការចងចាំត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវនេះយើងនៅវាលវងដដែលគឺថានិយាយពីការបាត់ខ្លួនមនុស្សគឺអង់គ្លេស ERN 00587626ខ្មែរ00588320រហូតដល់31បារាំង ERN 00587907ដល់08លោកបាននិយាយដូចខាងក្រោមនេះបន្ទាប់មកបានកត់សម្គាល់អំពីការបាត់ខ្លួនមនុស្សដំបូងមួយដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នោះគឺមៀងបាទគឺឈ្មោះមីងគឺជាជនជាតិវៀតណាមបន្ទាប់មកខ្ញុំបានកត់សម្គាល់មនុស្សមួយចំនួនដែលជាអតីតមន្ត្រីរបបមុនដែលព្យាយាមលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួននោះដែរក្រោយមកគឺថាប្រពន្ធបានសួរមកខ្ញុំថាតើបានឃើញប្តីខ្ញុំទេគាត់បានទៅកាប់ឫស្សីហើយគាត់មិនបានឃើញគាត់ពី3ថ្ងៃហើយបាទនេះជាការចងចាំហើយនិងការកត់ត្រាអ្វីដែលលោកបានដឹងបានឮនៅពេលនោះដែរឬទេលោកសាក់សីបាទគឺអញ្ចឹងបាទ
dealing with how many people. សាព្រាជ្ញានិយាយអំពីថាតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលស្លាប់ក៏ដែលលោកបាននិយាយនៅក្នុងភស្តុតាងគឺថាប្រហែលជា 1/3 នៃមនុស្ស 5,000 អ្នកនោះដែលបានស្លាប់ដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលគឺថាលោកទៅដល់វាលវងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ហើយលោកបានចាក់ចែងពីវាលវងនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1975តាក់ទងទៅនឹងរយៈពេលនោះលោកបាននិយាយថាអង់គ្លេស EON00587638 ខ្មែរ00588246បារាំង EON00587922សូមដកស្រង់នៅចុងខែធ្នូ 1/3 នៃប្រជាជននៅក្នុងភូមិវាលវងត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតើត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលលោកចងចាំដែរទេមនុស្សចំនួនស្លាប់នៅក្នុងចុងខែវិច្ឆិកានោះបាទបាទជាការវិតម្លៃរបស់ខ្ញុំបាទYou moved to Elonis Yeung Chol Teu Chamka Trasok Neu Khnong Tam Dong Steung Posat Dael Lok Teu Dol Teu Noh Khae Makara Chnam 0058765 ខ្មែរ00588272បារាំង00587943លោកនិយាយថាមានការជំងឺរាករាមួលជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយនឹងជំងឺហើមផងដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលក្ខខណ្ឌកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបបោកាន់តែរាវទៅទូទៅហើយគឺយើងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានអង្គនៅផ្ទះតទៅទៀតទេតើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដែរឬទេបាទត្រឹមត្រូវបាទ One final question សំណួរចុងក្រោយមួយលោកបាននិយាយនៅក្នុងពាក្យសុំរបស់លោកអំពីចំនួនក្រុមគ្រួសារដែលបានស្លាប់ឬក៏បាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យនោះថាតើលោកអាចនិយាយដោយសង្ខេបបានទេអំពីសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលស្លាប់ឬក៏បាត់ខ្លួនតើមានប្រមាណអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននោះបាទបាទក្រន់ទៅលោកបញ្ជាក់ដោយឈ្មោះហើយនឹងទំនាក់ទំនងគ្រួសារជាមួយនឹងរូបលោកបាទបាទនៅវាលវងលោកខ្ញុំជម្រាបពីមុនអញ្ចឹងថាយើងស្លាប់4នាក់ក្នុង4នាក់នឹងមានបាត់ខ្លួន2នាក់មួយគឺប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំដែលជាយុវជនហើយម្នាក់ទៀតគឺបងថ្លៃខ្ញុំឈ្មោះសរុនហើយអូនជីដូនមួយខ្ញុំឈ្មោះ Mr. Sorry forgive me I've some peto លោកពិនយថាខ្ញុំបានឃើញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសួរទៅលោកដើម្បីលោកបញ្ជាក់ដើម្បីយើងសំពេលប៉ុណ្ណោះបាទបាទលោកនិយាយថាសម្តេចសង្ឃរាជហួតតាតជាឪពុកមីហើយកូនរបស់លោកពិនសូដាតពិនណាវ៉ាត់ពិនភូរិនកូនប្រុសប្រពន្ធពិនខេមអានីឪពុកលៀនឆោម្ដាយលៀនលូនប្អូនប្រុសលៀនថេងប្រពន្ធរបស់គាត់
lao prom tang con con vi sot nung a map pon srei robos lok lien keng nung pdei robos kot sarun prom tang con srei chmuoh srei vuoch pon srei lien vuoch pon chi don muoy sim ta ni chi chmuoh sach nhiet kru sa robos lok dai ban slap ru bat khluon dai ru te ba ruot ba hai slap ba Thank you, Mr. Pinyatta. Saprinya, sum okun luk pinyatai, yung tua tay, suan chlai tay ma pay ba mui minut, hai sum okun luk tin luk say chow kram, kim admin sum nuo vay tar tít tê, ba. Ba, okun, okun luk pinyatai, eleni, nal pil, tê sum ra, mai trang hai, oi mai paka, sum ra, chap pi pin, tê tê, hoda mong, ba mui sam tê mi tê rê sil ni, sum chuyên chul vinh, yamai mân tò kê tâm naka, sam naka. រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការតំបន់មណ្ឌលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់ក្នុងចាំសម្រាប់ស្ថាបនិកជំនាញដល់ដើមដំណឹងរដ្ឋបពវិរូបនេះនៅក្នុងរយៈពេលសម្រាប់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងប្រអប់ថ្ងៃកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណការនេះវិញនៅរសៀលនេះវាមកមួយសាធារណៈទីឧបករណ៍ឲ្យអនុរិយអន្តរជាតិខំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់ក្នុងចាំខាងក្រោមហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់